Câu số 46 cho số y bằng trừ x 3 cộng 6 bình trừ 9 x cộng 4 mà đều đây là đúng. À, thì nó hỏi là đồng biến nghịch biến, đồng biến ở trong cái khoảng nào thôi, chúng ta sẽ lấy máy tính ta bấm thôi. À, trừ 3 nè, trừ 3 nè, 12 nè, và 9 nè, là trừ 9 nè. Nếu em thấy này có nghiệm thôi kệ nó, 1 với 3, 1, 3, tức là nó đồng biến trong khoảng từ 1 đến 3. À, đồng biến chỗ này là sai nè, đồng biến trên R sai nè, không đồng biến là sai nè, có đồng biến khoảng từ 1 đến 3 hen. Câu 47, hàm số y bằng x 4 trừ 2 x bình cộng 3, mệnh đề này là sai. Cái hàm này á, nó hỏi mệnh đề sai hen, mệnh đề sai. Bài này mình cũng có thể mà 4 x mũ 3 nè, 4 x mũ 3 nè, trừ đi 4 x nè, thì chúng ta thấy nghiệm là không, với nghiệm là cộng trừ 1. À, thì là cộng nè, đó, x là dương vô cùng thì nó cộng trừ cộng và trừ đây như vậy. Ô, đúng không, đúng không? Ừ, à, đúng rồi, đúng rồi. Đi xuống, đi lên, đi xuống, đi lên đó. À, thì hàm số đồng biến trong khoảng nào trừ trừ 1 đến 0 là đúng nè, mệnh đề sai đúng không, này đúng nè. À, đồng biến khoảng từ 1 đến 2 là 7 rồi, từ 1 đến 2 đồng biến đúng luôn, vậy quá thầy, vậy quá. Từ 1 dương vô cùng cũng đồng biến luôn, đồng biến khoảng từ âm 1 đến 1 là nó có khoảng nghịch biến nè, cho nên này là sai nè. À, hàm số y bằng x 4 cộng 2 bình cộng 5, mệnh đề ở đây là đúng. À, vẫn vậy ha, chúng ta cũng đi tìm cái đạo hàm của con số này là 4. Ha, đạo hàm của này chỉ nghiệm duy nhất thôi em, 4 với đủ 3 cộng cho 4 x, mấy em thấy là đặt x lên nhân tử chung cộng 4 bình cộng 4 nè. À, thì hàm này có nghiệm duy nhất x bằng 0 thôi. À, hàm này có a dương thì nó sẽ đi xuống và đi lên như thế này, đi xuống và đi lên như vậy, nó nghịch biến trong khoảng âm vô cùng đến 1 là đúng nè. À, nghịch biến trong khoảng từ 0 dương vô cùng là 7 nè. À, thôi chọn đại đi, đúng rồi thôi. Ừ, không có 0 1 gì đó, không có trừ 1 với 1 gì ở đây cả ha, cái thằng này không có trừ 1 với 1 gì hết. Rồi câu 49 trong số này, mệnh đề nào đây là đúng. À, thì chúng ta cũng thấy là hàm này á, đây là một cái hàm mà nó không có điển hình mấy em, hàm không có điển hình. Bây giờ nếu mà hàm không điển hình á, thì chúng ta sẽ đi mod xuống, một giải bất phương trình nè, một nè, và chúng ta giải số 2 nè. À, và chúng ta lấy gì, đề yêu cầu lấy gì, nghịch biến, nghịch biến, nghịch biến, thì chúng ta sẽ lấy là bé hơn không, ta chọn số 2 nha, chọn số 2, tức là giải bất phương trình bậc 3, bé hơn không. À, thì hệ số đầu tiên là 4, hệ số thứ hai là trừ 12, hệ số thứ ba là lộn 4 0 đúng không, x mũ 3 không có. Thì có thằng gì, có thằng trừ 12 và thằng số 8. Thì chúng ta thấy là điều kiện duy nhất là x chỉ bé hơn trừ 2 thôi, x bé hơn trừ 2, x bé hơn trừ 2 thì nghịch biến chúng ta thấy là rõ ràng, chúng ta chọn ngay câu A, hàm số nghịch biến trên khoảng từ âm vô cùng cùng đến trừ 2, nghịch biến từ trừ 2 vô cùng là 7 ha, nghịch biến trên R là 7, không có khoảng nghịch biến cũng 7, những cái khẳng định này là sai hết. Câu 50 nè, cho hàm số này, mệnh đề này là đúng, đây là hàm trùng phương rõ ràng ha, thì chúng ta đi tính đạo hàm cho nó nhanh. Trừ 4 x mũ 3 cộng đi 8 lần x, thì chúng ta thấy là nghiệm x là 0 và nghiệm là cộng trừ căn 2. À, ta có là trừ căn 2, 0 và căn 2. À, nếu mà x nó tới 10 tỷ, x là 10 tỷ thì này nó là số âm ha. À, trừ 4 như 10 tỷ nó âm nè, âm, dương, âm và dương ở đây. Vậy ha. Rồi ok, bây giờ nè, ta hỏi nè. À, nghịch biến ở trên khoảng nào? Đề thì nó hỏi nghịch biến, nghịch biến, nghịch biến, thì chúng ta coi nghịch biến trên khoảng nào, thì nghịch biến trên khoảng từ âm căn 2 đến 0 và từ căn 2 đến dương vô cùng. À, từ âm căn 2 đến 0 và căn 2 đến dương vô cùng. Ta kiếm đây, nghịch biến khoảng âm căn 2 đến 0 và từ căn 2 đến dương vô cùng. Đây là đáp án chính xác nè mấy em. Chúng ta đi tìm cái đó thôi, tại vì đề nó hỏi nghịch biến thì ta tìm đúng cái chỗ này thôi là nghỉ. Câu số 51 nè, cho hàm số này mệnh đề đây là sai. Cái mệnh đề này, đây là cái hàm gọi là, nếu mà chúng ta làm đây là hàm trùng phương á, chúng ta để cái thằng bình phương ra ngoài thì chúng ta có cái hàm thức x cộng 1, x trừ 1 ra là x bình trừ 1 tất cả bình phương. Thì mấy em có thể tính đạo hàm của hàm này cũng dễ. Đạo hàm của hàm này là u, là đạo hàm là n là 2 y phẩy nè bằng 2 nhân cho u mũ n trừ 1 là x bình trừ 1 nhân với gì nữa, đạo hàm của này là 2x đúng không, đạo hàm của này là 2x đó. Thì chúng ta thấy thằng này bằng 0 khi nào khi x bằng 0 và x bằng cộng trừ 1 đúng không, cộng trừ 1. Thì chúng ta xét đạo hàm thôi, chúng ta xét thôi. X bằng 10 tỷ thì này dương nè ha, dương nè, âm nè, dương nè và âm nè nó. Bây giờ hỏi cái hàm số nghịch biến, nghịch biến, nghịch biến. Nghịch biến khi nào, khi nó âm tiêu vô cùng tới trừ 1 và từ 0 đến 1. Rồi, từ 0 đến 1 là nghịch biến nè, đúng nè.
Đây nó hỏi mệnh đề sai ha, nó hỏi mệnh đề sai bắt buộc chúng ta phải đi tìm từng thằng nghịch biến ở trên khoảng từ âm vô cùng đến không. Ê, âm vô cùng đến không nó rõ ràng là dấu này dấu cộng mà nó ghi là nghịch biến là nó bậy, câu B sai. Nghịch biến trên khoảng từ âm vô cùng chiều 1, mấy em thấy là thầy khẳng định là câu B nó sai rồi, nhưng mà thầy vẫn làm tiếp câu C, câu D để thầy khẳng định chắc ăn là bài này thầy làm đúng. Đó, lát thầy khỏi cần kiểm tra lại. Âm vô cùng trừ 1 thì nó nghịch biến, đúng rồi nè, đúng rồi nè. Từ 1 đến dương vô cùng là đồng biến, đúng luôn, đồng biến, rồi hợp lý. Rồi hàm số x trừ 1 mệnh đề nào đây là sai? Vẫn khẳng định là mệnh đề sai ha. Nãy thầy nhìn lộn hai câu hả, quần què vậy. Viết này thấp quá, lộn hai câu ha. Mệnh đề đây sai, chúng ta đi tính đạo hàm của này là quyền trừ sắc là hai phần phần bình phương x cộng 1 của mình. Rồi hàm số đồng biến trên R. Trên tập xác định của nó chứ, x khác trừ 1 ha. Đây mệnh đề đúng nè. Hàm số đồng biến trên khoảng này nè. Rồi, đồng biến trên khoảng âm vô cùng đến trừ 1 đúng không? Này nè, trừ 1 nè. Và trừ 1 dương cùng đúng luôn. Đồng biến trừ 1 đến dương cùng đúng luôn. Đồng biến trên từng khoảng xác định của nó. Không biết thầy nãy giờ thầy sai chỗ nào hen. Âm vô cùng đến trừ 1 và trừ 1 dương cùng thì đồng biến khoảng đó. Đồng biến trên D là R hiệu trừ 1 cũng đúng luôn. Từng khoảng là âm vô cùng trừ 1 và từ trừ 1 đến dương vô cùng. Trừ 1 đến dương cùng nó cũng đồng biến và đồng biến trên từng khoảng xác định của nó. Ê cha, câu này sai chỗ nào ta? Đồng biến ở trên từng khoảng xác định của nó. Đúng rồi. Đồng biến ở trên tập D là R hiệu trừ 1, đúng luôn. Từ trừ 1 đến dương vô cùng cũng đúng. Từ âm vô cùng đến trừ 1 cũng đúng. Ê cha. Tại vì thầy thấy có sự khác biệt A, B, C thì thấy nó giống nhau ở chỗ là toàn bộ cái khoảng xác định của nó. Thứ nhất nè, đúng là khoảng xác định nó, chỉ là cái cách nói khác nhau thôi. Thằng này là khoảng xác định của nó, thằng này cũng là khoảng xác định nó, nhưng mà viết dưới dạng R hiệu trừ 1. Thằng này cũng khoảng xác định của nó đủ đầy đủ, cả ba A, B, C đều đầy đủ. Chỉ có thằng D nó khác biệt là nó chỉ có nói là cái khoảng từ trừ 1 dương cùng, nó không có nói khoảng làm vô cùng trừ 1. Nên chọn chắc thì chọn câu D ha. Rồi câu 53 nè, cho số này phát biểu nào đây là sai. Chúng ta vẫn đi tính trừ 2x cộng 3 nè, chia cho x cộng 7 nè. Chúng ta đi tính đạo hàm của nó, y phẩy của nó, nó sẽ ra là y phẩy của nó sẽ ra là trừ 2x, trừ 14, trừ 3, trừ 15 ha, trừ 15. Đây là âm bé hơn không. Thì hàm số này á, chúng ta thấy là hàm số này là nghịch biến trên tập xác định của nó. Thì này đồng biến trên này là 7 nè, rõ ràng ra âm 15 mà sao đồng biến được. Con a sai nè ha. À sai. Rồi nghịch biến ok đúng ha. Thằng này nó câu này thì nó rõ ràng hơn, câu này rõ ràng hơn. Câu này nó không phải là sai nhưng mà thầy thấy sự khác biệt. Câu 52 nè, đánh dấu chấm hỏi cho nó liền nè. Nó không phải là sai, câu D không phải là sai nhưng mà nó thiếu, nó khác so với những câu A, B, C. Quy tắc của trắc nghiệm là mình chọn cái thằng nào khác nhất thôi. Rồi, câu 54 đi, cho số y bằng x cộng 4 chia x phát biểu nào đây là sai. Vẫn là câu hỏi câu nào sai ha. Thì tính đạo hàm của này là 1 trừ đi 4 phần bằng x bình. Đạo hàm của này là 1, đạo hàm của 4 phần x là trừ 4 x bình ha. Thì tính đạo hàm của này thầy ra là x bình phương bằng 4. X bình bằng 4 tương đương x bằng cộng trừ 2, tức là từ trừ 2 đến 2. Bây giờ thầy thế 10 tỷ vào, thấy 10 tỷ vào 4 chia 10 tỷ là số bé hơn 1, thì đây là số dương, âm và dương ở đây ha. Nè, và chúng ta có số 0 ở chính giữa nữa. Rồi hỏi nè, hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định của nó là 7 ha. Chúng ta có cái phần này nó bị âm ở đây, nó bị âm ở đây, cho nên khẳng định này là sai. Nó có phần nghịch biến nha. Đồng biến trên khoảng số 2 con này giống nhau quá vậy. Trừ 7 ở đâu, con này cũng sai luôn. Chắc copy trên xuống mà quên sửa quá. Chắc copy á mà quên sửa nha. Hàm số nghịch biến trên các khoảng từ âm 2 đến 0, âm 2 đến 0 nghịch biến và từ 0 đến 2 nghịch biến, chính xác ha. Có số 0 nè, nó gây bế tắc ở khu này nè. Đồng biến khoảng âm vô cùng trừ 2 và từ 2 đến vô cùng đúng nè. Con này đúng nè, con này đúng nè. Hai con này nó sai thôi. Chắc là R hiệu 0 á. Mà nếu mà R hiệu 0 nó cũng sai. Hàm số đồng biến từng khoảng định của nó cũng sai. Hai câu này là sai. Chọn cả hai câu ha. Đề sai thì mình được tròn điểm thôi. Dễ mà. Một câu nữa nghĩ ha. Cho hàm số y bằng trừ x bình cộng 2x trừ 1 chia x cộng 2 nè, phát biểu nào đây là đúng nè. Thằng này thì mấy em đi tìm
đạo hàm của con này. Thôi con này để sau nha, con này để sau đi.